Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ được phát sóng hàng ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Sáng 22 tháng 12, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023. 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2023. Cùng đi có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Đình Lê biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói riêng và của lực lượng vũ trang toàn tỉnh nói chung trong thời gian qua. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về mọi mặt, trực tiếp là lực lượng nòng cốt triển khai các mặt công tác đảm bảo giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để tập trung phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của toàn tỉnh trong năm 2023. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, anh hùng, phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, trực tiếp và toàn diện của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với hoạt động quốc phòng quân sự địa phương. Thời gian tới, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hứa sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2024. Huyện ủy Bảo Lạc vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân xã Thượng Hà. Sau khi nghe người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2023, đại diện nhân dân xã Thượng Hà đề nghị huyện Bảo Lạc đầu tư làm đường bê tông đường tuần tra biên giới, duy tu, sửa chữa, nâng cấp, hỗ trợ xi măng làm đường giao thông thôn xóm, xây dựng cầu cứng, đầu tư kênh mương thủy lợi, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm, xây dựng các bếp ăn cho học sinh các điểm trường, chuyển đổi rừng phòng hộ sang đất sản xuất cho nhân dân, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi hợp lý và hỗ trợ lò chưng cất dầu hồi cho nhân dân, hỗ trợ tiền làm nhà cho nhân dân di dân ra biên giới. Những ý kiến kiến nghị của nhân dân xã Thượng Hà đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Bảo Lạc ghi nhận, tiếp thu và hứa sẽ xem xét giải quyết. Công đoàn Công ty Điện lực tỉnh vừa đến thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hà Quảng. Theo đó, anh Hoàng Văn Hào là người lao động thuộc chi nhánh Điện lực Hà Quảng, bị khối u thực quản và điều trị với chi phí cao. Trên tinh thần tự nguyện, công đoàn và cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, Công ty Điện lực Cao Bằng đã đóng góp 42,6 triệu đồng, trong đó 10 triệu đồng từ Quỹ Nhân đạo Tổng Công ty Điện lực Việt Nam hỗ trợ anh Hoàng Văn Hào. Mong muốn anh sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác tại đơn vị. Ủy ban Nhân dân huyện Hòa An vừa tổ chức hội nghị cung cấp thông tin thời sự và khen thưởng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu người có uy tín được thông tin về tình hình thời sự trong nước và thế giới, thông tin về kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện, kết quả hoạt động và đóng góp của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2023. Hiện nay, trên địa bàn huyện Hòa An có 153 người có uy tín. Trong năm 2023, huyện đã hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần và khen thưởng cho người có uy tín với số tiền 33,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, đội ngũ người uy tín luôn phát huy tốt vai trò, vị trí cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 67 cá nhân người có uy tín, có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Sáng 22 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Đây là hội nghị đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Kết luận hội nghị, nhắc lại nội dung các nghị quyết chiến lược liên quan phát triển ngành công nghiệp văn hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá công nghiệp văn hóa Việt Nam bước đầu phát triển và đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Một số lĩnh vực dần vươn lên trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của người dân và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ quán triệt 6 quan điểm trong phát triển công nghiệp văn hóa. Trong đó, phát triển công nghiệp văn hóa phải góp phần quan trọng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đặt trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội, kết nối các hoạt động sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật với sản xuất kinh doanh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hài hòa, dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Phát triển có trọng tâm, trọng điểm công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, có tính cạnh tranh cao, đồng thời đa dạng hóa, liên kết đa ngành, đa lĩnh vực, phù hợp với các quy luật cơ bản của kinh tế thị trường và xu thế của thời đại. Phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn liền với việc quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa phải đảm bảo đáp ứng được các yếu tố sáng tạo, bản sắc, độc đáo, chuyên nghiệp, lành mạnh, cạnh tranh và bền vững. Trên nền tảng, dân tộc, khoa học, đại chúng, từng bước tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm và dịch vụ mang tầm quốc gia, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Theo chuyên gia của WB, suy thoái toàn cầu là cú sốc lớn đối với nền kinh tế mở của Việt Nam, nhưng nền kinh tế vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng mà nhiều quốc gia trên thế giới kỳ vọng. Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều sóng gió đối với kinh tế thế giới, trong khi đại dịch vẫn đang để lại hậu quả nặng nề. Một loạt thách thức mới lại xuất hiện, bao gồm các cuộc xung đột địa chính trị, xu hướng thắt chặt tiền tệ tại các nền kinh tế lớn, tăng trưởng giảm tốc. Theo các chuyên gia và truyền thông quốc tế, trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam đã cho thấy sự kiên cường, vững vàng, sẵn sàng vượt sóng để trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng tích cực của thế giới. Theo Tổng cục Thống kê, kinh tế Việt Nam trong quý 3 năm 2023 tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng 4,14% trong quý 2 năm 2023. Trong khi đó, trang tin tức thị trường Yahoo Finance đăng bài viết cho biết Việt Nam, Trung Quốc và một số nước châu Á nằm trong số 20 nước có mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới trong 10 năm trở lại đây. Số liệu trong bài viết dựa trên nguồn số liệu của IMF. Cụ thể, các nhà phân tích đã xem xét mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực sau khi điều chỉnh lạm phát dựa vào dữ liệu trong giai đoạn 2012-2022 để tính mức tăng trưởng trung bình trong 10 năm qua. Theo đó, với mức tăng trưởng GDP thực trung bình là 6,1% trong một thập niên trở lại đây, Việt Nam thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Trong đó, ngành nông nghiệp của Việt Nam là trụ cột quan trọng của nền kinh tế, vừa đóng góp cho GDP, vừa tạo việc làm. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, dự kiến mỗi ngày có khoảng 860-900 chuyến bay đi và đến, lượng khách trung bình khoảng 135-140.000 người. Dự kiến trung bình mỗi ngày có 710 chuyến bay đi và đến, trong đó giai đoạn phục vụ các ngày cao điểm Giáng sinh, Tết Dương lịch năm 2024, từ ngày 23 tháng 12 năm 2023 đến mùng 2 tháng 1 năm 2024, mỗi ngày có khoảng 680-740 chuyến bay đi và đến, lượng khách trung bình khoảng 110.000-120.000 người. Giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2 năm 2024, dự kiến mỗi ngày có khoảng 860-900 chuyến bay đi và đến, lượng khách trung bình khoảng 135-140.000 người. Để tránh ùn tắc các tuyến đường dẫn vào sân bay vào dịp cao điểm, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên kế hoạch và phương án phối hợp với các đơn vị liên quan của thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo công tác an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho người dân. Đối với các đơn vị đang tham gia hoạt động khai thác tại sân bay, cảng đã chủ động họp và đưa ra các phương án thống nhất như bố trí nhân sự đúng người, đúng việc, kịp thời tại trung tâm AOCC, tăng cường nhân sự, xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết tại từng vị trí cũng như trong công tác khẩn nguy.
điều tiết các phương tiện, trang thiết bị hợp lý, không để xảy ra tắc nghẽn. Cảng cũng yêu cầu phối hợp kịp thời trong công tác triển khai thông tin chuyến bay tại các khung giờ cao điểm để điều hòa, phân bổ nguồn lực cũng như tăng cường trao đổi, rà soát slot để khai thác phù hợp năng lực nhà ga. Tỷ lệ chuyến bay đúng giờ tăng 20% khi áp dụng mô hình ACDM tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tại Việt Nam, tình hình dịch cúm A được nhận định là đang đỉnh dịch, nhất là ở trẻ em. Bộ Y tế đã lưu ý các giải pháp ngăn dịch bệnh bùng phát trong mùa đông xuân này. Thời điểm này, các bệnh về cúm đang vào giai đoạn dễ lây lan nhanh. Còn trên thế giới, bệnh về đường hô hấp và các trường hợp mắc cúm AH5N1 COVID-19 tăng tại nhiều quốc gia, trong đó các quốc gia ASEAN. Nhiều lo ngại về sự lây lan của nhiều loại virus vì sự kết hợp của COVID-19, cúm mùa và các mầm bệnh đường hô hấp khác có thể gây ra các đợt bùng phát rộng hơn, cuối cùng làm căng thẳng các hệ thống chăm sóc sức khỏe. Thế giới ghi nhận sự gia tăng rõ rệt số người mắc các rối loạn miễn dịch sau COVID-19. Theo Bộ Y tế, kể từ sau đại dịch COVID-19, các nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc các bệnh lý tự miễn tăng lên từ 20 đến 50% sau khi nhiễm virus, trong khi nguồn dữ liệu về phương pháp điều trị còn hạn chế. Chuyển sang tin quốc tế, mặc dù đã vào mùa khô, số ca sốt xuất huyết tại Lào vẫn tiếp tục gia tăng. Tính tới ngày 20 tháng 12, trên cả nước Lào đã có 35.128 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 20 ca tử vong. Số liệu của Bộ Y tế Lào cho thấy dù mùa mưa đã kết thúc, nhưng nước này vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết trong những ngày gần đây. Trong tổng số 35.128 ca mắc trên cả nước tính từ đầu năm 2023 đến nay, thủ đô Viêng Chăn có nhiều bệnh nhân nhất với hơn 6.000 ca, tiếp đó là một số tỉnh ở khu vực phía Bắc Lào. Giới chức y tế Lào yêu cầu người dân tiếp tục cảnh giác không vì mùa khô đến mà lơ là phòng bệnh, đề nghị người dân tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa sốt xuất huyết, giữ nhà cửa sạch sẽ, phun thuốc diệt muỗi và phát quang bụi rậm để hạn chế môi trường sinh sản của muỗi. Giới chức y tế Lào cũng khuyến nghị người dân khi cảm thấy có các triệu chứng mắc bệnh, không tùy tiện sử dụng thuốc mà cần nhanh chóng tới các cơ sở y tế khám và chữa bệnh kịp thời, tránh không để xảy ra các biến chứng nặng. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.